cơ thực sự nhiệt tình lên đây. Không phải nhìn thấy bạn ấy đánh thế mà sợ không dám lên nhá. Thực ra là đây là hôm nay biểu diễn rất là nhiều, nhưng mà thực ra là không đến sân hội nhiều, tại vì là giao lưu là do mình lập ra đầu năm nay, là một nơi để, tại vì là các bạn có thể, nhiều bạn chưa biết là cái thể loại fingerstyle là ở Việt Nam không đào tạo trường lớp gì cả, tất cả đều là lúc mình thích bài Sunflower ra mình lên mạng bắt đầu nhìn tay chú Petty đánh cho tìm tác, xong rồi mình mân cứ thế tập thôi, không ai dạy cả. Cho nên là cái thể loại này nó vẫn là đang cái sự phát triển của các bạn. Con cảm thấy anh cái gì? Tiếp. Và buổi hôm nay là mình cố gắng coi như là thể hiện hết những cái thành quả của sân hội. Mà các bạn có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Cái bằng đá. Ngoài ra. Ngoài ra. Chủ nhật. Ngoài ra. Kỷ niệm 6 tháng thành lập sân hội. Ôi chuẩn. Thì mình đang bảo là tức là hôm nay là sẽ thể hiện hết thành quả tập luyện và nhiều, tức là đánh tốt hay là không đánh hết cả bài thì lên đây gặp mình, tại vì đang rất là thiếu những cái bài như thế rồi. Chứ ai đánh hết rồi mình không cần đâu, mình đang thiếu mấy bài như thế rồi. Có một cái phần rất là hay. Đoán nhạc hiệu. Cần cần như thế. Nghe nhạc đoán mình đang không đang muốn là làm phần đấy ngay, không hiểu ý các bạn như nào ấy. Phần đấy hơi bị hot đấy. Chiến luôn nhá. Chiến luôn. Chiến luôn nhỉ? Thể loại này nói chung là rất là hay và đã đưa mình đến với guitar được hơn một năm rồi. Cũng chỉ đánh finger và một vài bài đếm mát cơ bản thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài bài demo cũng thuộc thể loại finger hot. Bây giờ có vẻ có một vài bài các bạn không biết. Trong bây giờ thì các bạn sẽ được biết thông tin. Bây giờ như này, chú này sẽ đánh một đoạn. Ai ra để thử trước. Bây giờ ai biết được bài đấy là bài gì thì sẽ có một phần quà. Quà ra tay luôn nhá, cho nó nóng. Chiến. Ai trả lời để nhận quà nhỉ? Đây. Đây à? Nhìn đấy. Sao sao cái này nhanh nhỉ? Trả lời. Đúng không chú? Không đúng lắm. Không đúng lắm. Đúng rồi. Không đúng lắm. Nghĩa là chưa đúng. Đúng rồi. Đúng lắm. Thế ai nữa nhỉ? Đấy. Con gái phải như thế. Đây. Mời 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 bạn lên đây nhận quà để cho tất cả mọi người ở đây phải nhìn thấy. Em thích guitar, thích Betty, nhưng mà em không biết chơi guitar.
Em đọc trên mạng hay là ai rủ em đến nhá? À, thực ra thì em cũng biết về Sun Flower Hội nhưng mà em không biết về buổi học hôm nay ạ. Một người bạn nói cho em biết. Sao em biết được Sun Flower Hội mà em không coi group nhỉ? Vì em chưa biết tí gì guitar cả. Chưa biết gì. Đâu, hội anh toàn là đào tạo từ chưa biết gì mà anh từ chưa biết gì lên mà. Không làm khó người ta, tặng quà đi. Đúng rồi, không làm khó nữa. Quà này là một phần quà rất là ý nghĩa. Quà nắm. Một bích gảy. Nhà. Cái này không được rồi. Cái này là ý nghĩa. Gảy nó tâm nghiệp. Đây em ạ. Đừng để anh nhìn thấy nhanh ngượng lắm. Cái gì đây ạ? Ờ. Cất đi em. Đó là cái gì? Đây là không phải loại thường đâu, loại này là mình cái này là mình không phải mua đâu mà là mình phải thi phố ghê lắm ấy, xong rồi được giải, xong rồi có cần mua hàng nên mình mới đến đấy mình múc mấy cái kèm cho cái này mình rất là sót, mình cũng làm kỷ niệm đó, nên thôi đành phải hy sinh mình sang hội. Em có hạnh phúc khi được quà em rất hạnh phúc.